Winmap Brother xin chào các bạn. Hôm nay Winmap Brother sẽ chỉ các bạn làm rượu nho. Nguyên liệu là mình cần đường. Cái thứ hai là mình cần nho. Nho các bạn có thể để nguyên hoặc là các bạn cắt. Nếu các bạn để nguyên là nó sẽ lâu lên men hơn. Nếu các bạn cắt nó nhanh lên men hơn. Nhà mình thích nhanh lên men hơn nên nhà mình cắt. Bước thứ nhất là mình phủ một lớp đường cho nó đều. Xong rồi mình phủ một lớp nho. Mình cứ xen kẽ làm vậy làm cho nó đầy lên cái bình luôn. Mất bỏ này nè. Hai lớp tải. Xong rồi mình sẽ bỏ thêm một lớp đường nữa. Các bạn nhớ là phải bỏ cho nó đều nha. Hello. Xin chào các bạn. Hôm nay cái này. Sau đó mình lại bỏ thêm một lớp nho nữa. Các bạn phải bỏ cho nó đều nha. Xong rồi mình sẽ bỏ cho một lớp đường. Phải cho nó đều. Xin chào các bạn. Hai lớp hồi nãy. Các bạn ơi, đây là sản phẩm mình mới vừa làm xong. Các bạn nhớ bỏ 2/3 thôi nha. Bỏ đầy nguyên một hũ này nó sẽ bị nổ. Các bạn bỏ 14 ngày các bạn mới cho nó lên men các bạn mới uống được. Bye bye các bạn. Các bạn ơi, mình đã ngâm đủ 14 ngày rồi. Các bạn nhìn nè, nó có ngon không? Hãy bảo mình ở dưới comment nha. Đây, mình rót ra ly và mình bỏ đá vô rồi mình sẽ uống thử nha các bạn. Rất nhiều mùi cực kỳ ngon và cực kỳ thơm luôn. Rất ngọt và nó rất là ngon. Các bạn nào thấy ngon hãy bỏ bình luận dưới comment nha các bạn. Hãy subscribe và like cho Winmap Brother để ủng hộ nha. Winmap Brother love you. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye.